Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. SCB bùng, ngân hàng nhà nước toan, nền kinh tế rách toát. Ngày 23 tháng 11 vừa qua, góp ý luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp có nói rằng, cốt lõi là ngân hàng nhà nước giám sát, quan tâm các ông chủ ngân hàng là doanh nghiệp lớn hiện nay, không để xảy ra trường hợp như ở SCB Tình hình này nếu không kịp thời ngăn chặn thì lại xảy ra các vụ SCB như trời. Trong vụ án Trương Mỹ Lan, lỗi trước tiên thuộc về vị đại gia này và các đồng phạm. Tuy nhiên, với vai trò người đứng đầu chính phủ, ông Phạm Minh Chính phải nhận ra vấn đề lớn của ngân hàng nhà nước. Ngân hàng nhà nước hàng năm ra rất nhiều chính sách để điều tiết hệ thống ngân hàng thương mại, vậy mà vẫn để cho vụ SCB xảy ra. Và đây là hình không chỉ SCB mà còn nhiều SCB khác chưa bể. Nếu bà Trương Mỹ Lan dùng SCB để hốt tiền bá tánh được thì người khác cũng làm được. Vấn đề là đảng Cộng sản có dám làm đến nơi đến chốn hay không mà thôi. Theo một nguồn tin riêng cho chúng tôi biết, SCB của bà Trương Mỹ Lan không thực hiện hành vi lừa đảo một mình mà còn có hai ngân hàng khác hỗ trợ. Trong hai ngân hàng này, một ngân hàng thuộc sở hữu của một đại gia bất động sản nổi tiếng. Đại gia này cũng từng bị báo chí nhắc tên vì có dính đến vạn thịnh phát. Nhưng không hiểu sao, sau đó báo chí lại im lặng. Còn ngân hàng thứ hai là của một đại gia Đông Âu. Vấn đề nhức nhói của ngành ngân hàng hiện nay là hiện tượng sở hữu chéo. Sở hữu chéo là việc đồng thời hai doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau việc sở hữu chéo nếu ở mức độ đơn vị này kiểm soát đơn vị kia thì có thể tạo ra doanh thu giả, lợi nhuận giả hay chuyển cổ phần giữa các thành viên trong công ty. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sở hữu chéo khiến cho ngân hàng hoặc doanh nghiệp này chỉ đạo ngân hàng kia cho vay dưới chuẩn, gây thiệt hại cho các cổ đông thiểu số hay thiệt hại cho chính ngân hàng bị chỉ đạo. Khi một ngân hàng gặp khó khăn thì các cổ đông sở hữu chéo lập tức rút em để lại hậu quả cho nhà nước và người dân gánh chịu. Nhà nước vì không dám để thị trường tài chính xáo trộn, sợ sẽ gây ra phản ứng dây chuyền nên buộc phải giải cứu, mà hậu quả sau cùng là người đóng thuế phải chịu. Nói chung, việc sở hữu chéo dù là giữa ngân hàng với ngân hàng hay giữa ngân hàng và doanh nghiệp thì về cơ bản cũng giống nhau ngân hàng bị thao túng, bị chỉ đạo để làm lỡ cho thành phần nắm quyền kiểm soát. Và đây là hình vấn đề sở hữu chéo ngân hàng, thống đốc Nguyễn Thị Hồng than khó. Đề cập đến vấn đề này, đại biểu quốc hội Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai nói rằng, qua vụ SCB và thực trạng hiện nay, cho thấy có 3 vấn đề là sở hữu chéo, chi phối, thao túng tổ chức tín dụng đang tạo nên những rủi ro, cấp bách, cần phải nhận diện để xử lý triệt để. Tôi cho rằng sở hữu chéo, chi phối và thao túng ngân hàng là các thủ thuật rất tinh vi và thường là vô hình. Tuy nhiên, với đối tượng vô hình và thường xuyên biến đổi này, ta lại dùng các công cụ như luật đang thiết kế, như giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, giảm hạn mức cấp tín dụng và mở rộng đối tượng không được đảm nhiệm chức vụ, tức là ta đang lấy cái hữu hình để trị cái vô hình. Theo tôi là không hiệu quả, ông An nói. Trả lời chất vấn trước quốc hội mới đây, bà Nguyễn Thị Hồng, thống đốc ngân hàng nhà nước, đã tìm cách chạy tội cho mình. Bà nói rằng, quy định tỷ lệ sở hữu của cá nhân là 5%, nhưng nếu cổ đông cố tình nhờ người khác đứng tên thì rất khó để xử lý. Bà Hồng cho rằng, trên thực tế, khó có thể xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, chi phối ngân hàng. Và đây là hình sự yếu kém trong điều hành của ông Phạm Minh Chính đang khiến nền kinh tế rách toát. Vấn đề sở hữu chéo là nguy hiểm, tuy nhiên các nước trên thế giới kiểm soát được tại sao Việt Nam lại thả nổi. Đã là tội phạm thì ở đâu cũng có những thủ đoạn tương tự, đặc biệt là loại tội phạm có trình độ. Tại sao các nước hạn chế được, còn ngân hàng nhà nước Việt Nam lại chỉ biết than khó. Điều này cho thấy bà Hồng cùng với bộ máy do bà điều khiển không có năng lực. Với lãnh đạo thế này thì nền kinh tế Việt Nam không rách toát mới lạ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin SCB bùng, ngân hàng nhà nước toan, nền kinh tế rách toát. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam chối bỏ sự thật về người bản địa Ngày 6 tháng 12, VOA tiếng Việt có bài Việt Nam không thừa nhận người bản địa, giới quan sát bất bình. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn lời Thứ trưởng Y Thông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, trưởng phái đoàn của Chính phủ Việt Nam, phát biểu trong phiên đối thoại với Ủy ban Công ước xóa phân biệt chủng tộc ngày 30 tháng 11 tại Geneva, Thụy Sĩ rằng Chúng tôi không sử dụng từ người bản địa, mà chúng tôi dùng từ người dân tộc thiểu số. Do yếu tố lịch sử từ năm 1930, khi Việt Nam còn bị thực dân Pháp đô hộ Lúc đó, người dân Tây Nguyên đã trở thành một bộ phận người dân sống trong chế độ thuộc địa. Họ đã trở thành một phần của dân chúng. Đây là câu trả lời của ông Y Thông đối với chất vấn của bà Chin Sung Chung, nữ chuyên gia của Ủy ban Công ước xóa phân biệt chủng tộc và đồng báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về Việt Nam. VOA cho biết bà Chung chất vấn về lý do chính phủ Việt Nam không công nhận người bản địa không muốn tham gia vào các cuộc thảo luận cởi mở và toàn diện về việc công nhận người bản địa và các quyền cụ thể của họ và việc đất đai của người bản địa bị tịch thu thời gian qua. Liệu rằng Việt Nam có kế hoạch phê chuẩn công ước 169 của Tổ chức Lao động Quốc tế về người bản địa và bộ lạc hay không? Theo VOA, ông Thông và các thành viên khác trong đoàn Việt Nam không trả lời chi tiết các câu hỏi của bà Chung và chỉ nói chung chung cho có về các văn bản pháp luật và sự hỗ trợ pháp lý đối với người thiểu số. Và đây là hình Thứ trưởng Y Thông trả lời chất vấn ngày 29 tháng 11 tại Liên Hiệp Quốc. VOA dẫn lời ông Thành Thanh Giải, một chuyên gia quan sát các hoạt động bảo vệ người thiểu số Việt Nam tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc đang sống tại Thụy Điển nhận định rằng Tôi hoàn toàn phản đối quan điểm của Việt Nam Phái đoàn Việt Nam giải trình với Liên Hiệp Quốc rằng cụm từ người bản địa chính là cụm từ dân thuộc địa mà hai khái niệm này lại khác nhau hoàn toàn về thành phần, về bản chất. Theo Liên Hiệp Quốc, người bản địa là quần thể cư dân định cư tập trung tại một không gian lãnh thổ tổ tiên của họ, có nền văn hóa, ngôn ngữ lâu đời. Tại Việt Nam, ít ra phải có ba dân tộc bản địa, bao gồm người Kinh, Cham, Khmer. Họ đã tồn tại trước khi nhà nước Việt Nam được hình thành, ông giải nói. VOA dẫn lời nhà sư Dương Khải thuộc chùa Khmer Đại Thọ, tỉnh Vĩnh Long bày tỏ quan điểm rằng: "Chính quyền nhà nước Việt Nam thường xuyên chối bỏ sự thật. Người Khmer Rom của chúng tôi là người bản địa từ mấy ngàn năm qua, từ thời Phù Nam. Việc họ tuyên bố không có người bản địa là tuyên bố dối trá, không đúng sự thật." Và đây là hình người Tây Nguyên và các sắc tộc bản địa khác bị đàn áp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, VOA cho hay, Phái đoàn Việt Nam nói rằng từ năm 2013 đến nay, hệ thống pháp luật Việt Nam liên tục được xây dựng và hoàn thiện tương đối đồng bộ, đáp ứng về cơ bản quyền con người, trong đó có việc đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Y Thông cũng phát biểu rằng, trong giai đoạn báo cáo quốc gia năm 2013 đến năm 2019, các quyền dân sự chính trị của người dân tộc thiểu số được đảm bảo và thúc đẩy. VOA cũng dẫn báo nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam viết, Việt Nam nỗ lực thực thi công ước, xóa phân biệt chủng tộc, đảm bảo quyền cho người dân tộc thiểu số cho rằng, Phái đoàn Việt Nam do ông Y Thông dẫn đầu đã bảo vệ thành công phiên báo cáo Ủy ban Công xóa phân biệt chủng tộc lần thứ 5 của Việt Nam. VOA cho biết thêm, ra đời từ năm 1965, Công ước xóa phân biệt chủng tộc, lên án nạn phân biệt chủng tộc, xác lập nghĩa vụ cho các quốc gia thành viên, phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết và không trì quản các chính sách nhằm loại trừ các hình thức phân biệt dựa trên chủng tộc, màu da, dòng dõi, dân tộc, hoặc gốc người thiểu số. Việt Nam tham gia công ước này từ năm 1982. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam chối bỏ sự thật về người bản địa. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới